giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, chân gian là cõi đọa đầy. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay tiếp tục Lê Hoàng lại chia sẻ cho anh chị và các bạn một combo chúng ta dùng để thu âm, hát live stream lên Facebook, TikTok, YouTube. Hoặc là anh chị và các bạn, chúng ta có thể kết hợp với lại âm ly gia đình, lo kiểu kéo, đẩy công suất để chúng ta có thể hát karaoke ra ngoài loa ngoài. Hoặc là chúng ta vừa có thể hát ra loa ngoài và chúng ta vừa có thể live stream lên Facebook, YouTube vân vân để chia sẻ cho bạn bè, người thân ở xa, chúng ta có thể nghe được cái buổi hát của chúng ta ngày hôm đó. Đó, với một cái chất âm rất là trong trẻo và chắc chắn như thế này, kết hợp Mr. Mackey Rode FX6 V3 của Mỹ. Cái con này có 24 chế độ effect rất là hay, đầy đủ echo reverb. Tín hiệu đầu ra của nó rất là chắc, và tiếng bass, tiếng trep nghe rất là chân thật, hòa quyện giữa 24 chế độ vang với lại micro của chúng ta cho ra một chất âm rất là hay. Và chúng ta thu từ cái cổng dây lai như thế này này vào trực tiếp trong điện thoại của Lê Hoàng luôn đó. Cho nên là chúng ta cũng không lo là không có rành về kỹ thuật hay như thế nào đó, về nhà chỉ cần ghim có những cái dây đơn giản như thế này, có clip hướng dẫn rồi, là chúng ta ghim vô điện thoại, mở YouTube lên chúng ta hát thôi. Bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ Lê Hoàng sẽ hát cho anh chị bạn cùng nghe cái chất âm của Mr. Mackey rồi Rode 6V3 kết hợp micro Relacac SM300 chuyên dùng cho phòng trà hay là những cái phòng karaoke, chúng ta xài cái này rất là nhiều nè ha. Đó, vì là ghim dây trực tiếp vô cho nên là tín hiệu rất là chân thật và đặc biệt là không có độ trễ gì luôn. Bây giờ Lê Hoàng sẽ hát một bài của chú Ngọc Sơn đó, bài Tiên. Rồi anh chị và các bạn cùng nghe ha. Lê Hoàng hát không có hay nên mọi người bỏ qua cho Lê Hoàng. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ghanh. Bầu đêm ngao ngắn thở dài, nhìn lên và hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, chân gian là cõi đọa đầy. Thì cớ sao gây oán thù vì danh lời mà đâu, vì kiếm tiền phù nhau. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Âm thanh nghe quá là đã luôn đó, mọi người thấy không? Thì với cái bộ đơn giản như thế này thôi nè, là chúng ta có thể hát hò, rồi chúng ta có thể karaoke, chúng ta có thể chia sẻ được giọng hát của chúng ta. Mọi người muốn làm kiểu nào cũng được hết, đeo tai phone vô để chúng ta thu âm trực tiếp vô điện thoại để live stream, hoặc là cứ gắn ra loa, vừa phát ra loa vừa live stream chia sẻ luôn đó. Mọi người thích làm như thế nào cũng được hết. Hoặc là cái này rất là hay này, nếu bạn nào, anh chị, cô bác nào mà chúng ta giỏi công nghệ, giỏi phần mềm thu âm mix nhạc, thì chúng ta không cần xài 24 chế độ vang này, chúng ta sẽ kết hợp với lại tất cả các loại phần mềm thu âm mix nhạc luôn, để chúng ta sử dụng nó như là một con sao cạc đó, để tắt bớt tiếng vang cho dễ nói chuyện, như là một con sao cạc. Và trên này nó có Vream ONX trên cổng 1 và cổng 2 tích hợp vô luôn, nên chị và các bạn chúng ta có thể xài con này một cách rất là đa năng. Và với thương hiệu Mackey thì anh chị và các bạn cũng biết chất lượng của nó quá là ok, quá là nổi tiếng trên thị trường rồi, cho nên Lê Hoàng cũng sẽ không nói nhiều về nó. Và combo này đầy đủ tất cả phụ kiện, anh chị và các bạn mua về là chúng ta có thể kết nối ngay với điện thoại để chúng ta có thể thu âm live stream lại giống như thế này này, điện thoại Lê Hoàng đang quay. Và lấy nhạc thì dễ thôi, máy tính xuống cũng được.
iPad, điện thoại, kể cả TV xuống luôn. Rất là đơn giản thôi. Đó. Rồi có loa thì phát ra loa, còn không thì cứ đeo tai nghe như thế này, tùy mọi người thôi. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của Lê Hoàng. Tất cả sản phẩm bên Lê Hoàng đều được bảo hành 1 năm 1 đổi 1 và có video hướng dẫn này kia đầy đủ hết. Nên chị và các bạn chúng ta cứ an tâm khi mua sản phẩm về. Và có vấn đề gì không hiểu thì cứ liên hệ cho Lê Hoàng. Lê Hoàng sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua, lúc nào cũng yêu thương và đặt hàng bên Lê Hoàng về. Nhân dịp lễ thì Lê Hoàng xin chúc cho anh chị và các bạn chúng ta có nhiều sức khỏe và có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân của mình nha. Cảm ơn. Xin chào.